Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua thì tất cả các phụ huynh xôn xao tới cái sự việc là bị lừa cái chiêu thức là con cấp cứu. Mà rõ ràng là điều này thì khiến ai có con nhỏ đều cảm thấy hoang mang. Đầu tiên là tại sao lại có thông tin của mình và lại có thể có những cái hình thức như vậy để từ đó lấy thông tin này, lừa phụ huynh này. Và rõ ràng là chúng ta sẽ cần thấy là làm thế nào để chúng ta có thể xác thực những thông tin, làm thế nào để có thể ngăn chặn những cái sự việc tương tự, đúng không ạ? Đúng là như vậy. Và tôi nghĩ là phụ huynh hoang mang là một điều tất yếu, bởi vì chúng ta đang sống trong một cái thế giới nhiễu động quá, và càng ngày thì càng có thêm rất là nhiều những cái chiêu lừa đảo mới và nhiều khi mình cũng không ngờ tới nữa. Và để tránh gây hoang mang thêm cho phụ huynh, ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi, đặc biệt là các bậc cha mẹ đang có con đến trường, hãy lắng nghe về những cái lưu ý chi tiết từ nhà trường, từ bệnh viện và quy trình tiếp nhận cũng như xử lý như thế nào. Và đây cũng là một cái nguyên cớ để cho chúng ta có thể học được thêm những cái kỹ năng mới trong cuộc sống, đó là luôn luôn kiểm tra thông tin và hiểu rõ về những quy trình nơi mà con em chúng ta cũng đang theo dõi. Và giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với những cái khuyến cáo cũng như là quy trình của chúng tôi. Nếu mà chẳng may quý vị và các bạn sẽ có những cái tình huống khi gặp con gặp tai nạn tại trường học, và phụ huynh phải làm gì, làm sao để có thể giúp phụ huynh tránh được nguy cơ lừa đảo bằng các cái chiêu thức tương tự, hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Tôi là bác sĩ của cháu, tôi là trưởng khoa cấp cứu bác sĩ Dũng. Qua sự cố thì tình trạng hiện tại của cháu thì nó bị chấn thương phần đầu, trường hợp là mình phải phẫu thuật gấp để cháu bị tắc nghẽn mạch máu anh. Hồi nãy em mới vừa bệnh thu ngân làm phẫu thuật á, bệnh thu ngân báo với em là phải là 50 triệu á, cho bác sĩ vô ca phẫu thuật sớm á. Và bây giờ anh em nhắn tin cái số rồi cho anh để anh chuyển vào đó để chuyển vào cửa thu ngân á. Phần vai giáo viên chủ nhiệm và bác sĩ điều trị với giọng điệu gấp gáp để gọi cho phụ huynh yêu cầu chuyển khoản. Chiêu thức lừa đảo tinh vi này đã diễn ra suốt nhiều ngày qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo thống kê sơ bộ của bệnh viện Chợ Rẫy, tính đến nay đã có 13 người là phụ huynh có con đang theo học tại các trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến bệnh viện này tìm con sau khi nhận cuộc gọi từ người tự xưng là giáo viên và thông báo con em của họ bị tai nạn phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Ngoài ra, bệnh viện cũng nhận nhiều cuộc gọi đến từ các bậc phụ huynh nhờ xác minh thông tin trẻ cấp cứu, nhưng hầu hết đều là thông tin ảo từ nhóm đối tượng lừa đảo. Một số bệnh viện khác như Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng đã phát đi cảnh báo phụ huynh về vấn nạn lừa đảo này. Những trường hợp như thế này thì người nhà nên bình tĩnh và xác minh lại với nhà trường và có mối quan hệ với nhà trường như thế nào đó để xác minh nhà trường có đúng cái trường hợp như vậy hay không. Và đừng có nghe người ta nói là bị cái trường hợp này họ nói họ là nhân viên nhà trường, thì mình phải làm sao, mình phải có số điện thoại gì đó của cô chủ nhiệm là quan trọng nhất, họ sẽ nắm hết thông tin. Thứ hai nữa cần thì liên lạc với bệnh viện cái này để mà xác nhận lại cái thông tin. Những trường hợp mà cấp cứu tại các bệnh viện, đặc biệt là ở Nhi đồng 1, thì vấn đề mà cấp cứu bệnh nhân là hàng đầu. Là không bất kỳ một lý do gì hết mà làm chậm trễ cái quá trình mà cấp cứu cho người bệnh. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, qua nắm bắt từ các trường hợp bị lừa đảo vừa qua, hầu hết các đối tượng chỉ nói chung chung chứ không nêu chi tiết lớp nào, địa chỉ ra sao. Hiện nhiều trường học trên địa bàn thành phố cũng đã gửi thông tin cảnh báo đến phụ huynh học sinh về tình trạng lừa đảo đang diễn ra. Thì nhà trường đã gửi những thông báo về các cái quy trình để xử lý. Ví dụ như là khi mà thật sự mà có học sinh bị chấn thương thì việc đầu tiên đó là giáo viên chủ nhiệm sẽ liên hệ với phụ huynh để thông báo tình hình sức khỏe của các em. Và nếu thật sự mà các em cần phải đến bệnh viện và các em phải nhập viện cấp cứu gì đó thì bắt buộc là phải có phụ huynh có mặt ở bệnh viện để kiểm tra. Có những quy trình rất rõ ràng. Ví dụ một em học sinh bị tai nạn hay là các em bị một vấn đề gì về an toàn thì nhà trường đầu tiên hết là bộ phận và bên y tế nhà trường sẽ lên xem các em bị như thế nào và sau đó thì báo cho lãnh đạo nhà trường. Tùy tình hình mức độ, nếu các em bị nhẹ thì xuống phòng y tế và liền lúc đó là nhà trường sẽ có bộ phận liên lạc với lại phụ huynh. Giáo viên chủ nhiệm là người trực tiếp sẽ liên lạc mọi việc đến với phụ huynh. Sau khi mà liên lạc với phụ huynh thì phụ huynh sẽ đến, thì nhà trường sẽ bước tiếp theo. Nếu nhẹ thì nhà trường sơ cứu và phụ huynh sẽ cùng với các em học sinh và nhà trường có người đưa các em đến bệnh viện. Nếu nặng hơn thì nhà trường sẽ gọi xe cấp cứu của bên cấp cứu đến để trực tiếp để sơ cứu và đưa các em đi. Đại diện Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo khi nhận thông tin về việc người thân đang bị tai nạn, người dân cần bình tĩnh liên hệ cơ quan, công ty, trường học nơi người thân đang công tác, làm việc, học tập để kiểm chứng thông tin. Tuyệt đối không vội vàng chuyển khoản theo yêu cầu của đối tượng để phòng ngừa việc bị đối tượng lừa đảo.
Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ trực ban công an thành phố Hồ Chí Minh qua số điện thoại 069-3187-344 hoặc trực ban phòng cảnh sát hình sự qua số điện thoại 069-3187-200 để cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan công an nhanh chóng điều tra xử lý.